Đây là cái chiếc máy mà làm cho nhiều anh chị hiểu lầm em nhất nè. Mỗi lần mà em đăng nó lên đó là cái con MacBook Air M1 RAM 16 GB á cô chú anh chị. Máy mới hàng của doanh nghiệp. Em nói vậy cái là nhiều anh chị vô nói là hàng này có MDM tại sao không nói mà đi giấu làm cái gì vậy shop. Thì em nói thiệt là cái hàng này nó không có MDM nha. Tài khoản MDM á nó có nghĩa là cái tài khoản quản lý cái chiếc máy đó. MacBook mà có những cái tài khoản MDM thì giá thành nó rất là thấp anh chị, và em gần bên em cũng không có chuyên bán cái hàng đó. Còn đây là một cái chiếc máy doanh nghiệp họ đặt cho nhân viên họ dùng nhưng mà không có tài khoản MDM gì hết nha. Máy là máy sạch, máy y như là một chiếc máy anh chị đi vô store anh chị mua về thôi, không khác gì. Cái khác ở đây là hộp cạc tông họ đóng rất là đơn giản ha, và sạc của nó đi theo là 20W thôi. Anh chị lấy thì em Cường sẽ tặng cho anh chị là sạc 35W luôn. Đó. Còn ngoài ra nó không khác gì hết thì nó vẫn là hàng new 100% anh chị, chỉ có 22 cũ thôi. Trong khi máy dùng rồi anh chị là đã 20, 25, 21 rồi tùy chỗ bán nha. Nhưng mà em nói dùng rồi mắng em mà 1, 2 năm rồi làm sao mà so được một chiếc máy mới 100% anh chị. Đây, cái siêu máy còn nguyên luôn nè. Đó. Thì nó chỉ là nó đóng đơn giản hơn thôi tại vì họ mua số lượng nhiều anh chị, chứ ngoài ra nó không khác biệt gì hết ha. Bởi vậy em nói đây là món hời. Cái thứ hai nữa là em thì thú thiệt với anh chị là mình mua bán thì mình phải thật thà với khách hàng của mình. Giống như ví dụ như em nói cái hàng này nó có MDM thiệt đi mà mình không nói, rồi lỡ đâu cô chú anh chị chạy vài trăm cây số lên đây rồi cái tới mình đưa máy mình nói MDM cái cô chú anh chị mua không có được đi về, anh chị coi vậy sao được đúng không, làm người ai mà làm gì được. Trong khi á mình nói nha, mình bán hàng á thì mình phải là rõ ràng từ đầu và trung thực với khách hàng, cái đó là cái giá trị cốt lõi anh chị, không thay đổi được. Và như em Cường nói á, mình làm á là mình làm lâu dài, em nhắm đến là nhắm đến cái giá trị cốt lõi, cái giá trị sản phẩm nè, nó phải là giá trị cao nhất và giá trị tốt nhất từ cái giá cho đến sản phẩm cái đến dịch vụ của anh luôn. Thì như em Cường đã nói á, hành động mới là vàng, lời nói chỉ là bạc thôi. Bởi vì khi những cái sản phẩm mà em Cường chia ra cho cô chú anh chị thì cái trách nhiệm của em Cường phải cao về cái dịch vụ bảo hành hậu mãi của nó ha. Cái thứ hai nữa là mình phải đem đến thông tin đúng và đủ. Nếu cô chú anh chị thương mến ha và cảm thấy cái giá em Cường cạnh tranh thì cô chú anh chị ủng hộ em vui, em rất là trân quý. Còn không nữa thì thôi, mình cũng đâu có phải là vì mình chiêu trò nọ kia để mà mình lấy được vài khách hàng rồi sau này họ không bao giờ quay lại mình nữa. Em có một cái suy nghĩ như vậy nè, khách hàng mà mình chưa phục vụ được á thì họ có thể là khách hàng của mình ở sau này đúng không? Còn nếu như một khách hàng mình phục vụ họ không ra gì rồi á, em nói với cô chú chị vĩnh viễn không bao giờ là khách hàng của mình nữa. Thế thôi.